Chào các bạn, chúc mọi người một ngày vui vẻ ha. Rồi ở video này tôi chia sẻ với các anh chị và các bạn các kiểu tóc danh tỉa bình dân đơn giản các bạn. Ở cái tóc này thì cắt bằng cách xả ngọn bằng tông trước nha các bạn, và sau đó tỉa sau. Thì chúng ta chải lược vuông tóc và nâng lược lên chừa lại cái tóc ở phía trong từ 4 tới 5 cm nha các bạn. Các bạn cắt đuổi lại lên. Tất cả các tóc còn lại ở trong phần da đầu của bạn nó đều bằng nhau ha, là các bạn thấy nó lại xuống, nó không có bị ngắn bị tần gì hết ha. Rồi chúng ta cũng làm mỏng đi cái chân viền các bạn, và bo viền luôn, rồi bo viền phía trước mai luôn các bạn, rồi kê lược làm cái nền mai dưới cho nó mượt xíu các bạn, nhưng mà nó vẫn đen nha các bạn. Cái mai này thì thả luôn, không chấm nha các bạn. Rồi ở phía sau cạnh bên tay này cũng kê lược và nâng lược lên, chúng ta cắt đuổi dài lên luôn nha các bạn. Cũng giống như ở phía trước hồi nãy các bạn. Thì chúng ta để lại cái độ dài của tóc ở phần còn lại các bạn, từ 4 tới 5 cm trở lên ha. Đó các bạn nhìn thấy nó lại, nó mượt, nó đều luôn đó. Cái form trên là nó ôm xuống hết ha. Rồi chúng ta cũng làm mượt lại cái chân viền đó các bạn. Rồi bo viền và chấm viền luôn các bạn. Rồi ở phía sau đuôi tóc này các bạn, ở phần gáy này thì đó các bạn, tôi lấy tay tôi móc tóc vô và tôi nâng lược lên, và chúng tôi cắt cũng chừa lại cái phần tóc còn lại từ 5 cm ha, 4 tới 5 cm trở lên ha. Và các bạn canh cắt cho đều hết khoảng 2/3 form đầu từ dưới đuôi tóc lên nha các bạn. Các bạn cắt đuổi dài lên cho nó đều hết. Rồi các bạn cắt lại cái phần ở dưới đuôi tóc các bạn, làm cho nó mỏng và nó tương đối đều nha các bạn. Rồi chấn ở dưới đuôi tóc luôn các bạn. Ở đây thì tôi sử dụng bằng công tôi cắt, tôi dành trước nha các bạn. Thì ở cái tóc này thì cũng có nhiều cách cắt ha. Chúng ta có thể cắt bằng kéo tỉa và dành bằng kéo bén, và cũng có thể xả tóc bằng kéo bén và dành luôn các bạn. Sau đó chúng ta tỉa lại cho cái nền tóc nó mỏng và nó ôm xuống các bạn. Thì ở đây tôi chia sẻ theo cách cắt là đi bằng tông luôn các bạn. Đó, ở sai bên trái này, phía sau cạnh bên tay này cũng kê lực tương tự các bạn, cũng cắt đuổi lên và chúng ta chừa lại cái tóc ở phía trong phần nền tóc còn lại từ 4 tới 5 cm trở lên ha. Rồi chúng ta cũng vuốt lại cái nền viền phía dưới. Đó, chúng ta tôi móc tóc vô tay và tôi kê lược vô, tôi cắt những cái ngọn trên cho nó đều xuống đó các bạn, thấy nó ôm mày ha, đều hết á, nó không có bị tầng khớp ngắn gì hết ha. Rồi chúng ta cũng bo lại cái viền phía sau bên tay này luôn các bạn. Rồi tôi cũng kê lược, tôi vuốt lại cái phần đuôi tóc phía sau gáy đó các bạn, cho nó đều lại ha. Rồi đuổi nhẹ cái phần phía trên cho nó ôm tóc xuống luôn các bạn, cho nó đều hết. Rồi ở phía bên tay phải này, cái trước bên tay phải này cũng kê lược như bên trái này nha các bạn. Đó, nâng lược lên và chúng ta cắt đuổi từ từ cho nó lại lên đó các bạn. Thì ở video này thì tôi cắt chậm lại cho các anh chị và các bạn nhìn cho nó rõ chút ha. Đây, cắt cũng từ từ đó các bạn. Rồi cũng bo vành tay và chấn viền vành tay ở phía sau luôn nha các bạn. Rồi chúng ta cũng kê lược làm mượt lại cái phần mai cho nó đều các bạn, cũng vẫn là cái nền mai đó nó đen nha các bạn, dày. Rồi bo viền ở phía trước mai luôn. Rồi cơ bản chúng ta cũng đã đi xong cái phần xung quanh cái form đầu, khuôn đầu đó các bạn. Ở đây là cắt mái ha. Cắt mái này thì tôi cắt bằng tông luôn. Thì ở cắt mái này thì cũng có nhiều cách cắt nha các bạn. Chúng ta cũng thể cắt bằng kéo bén và cũng có thể kẹp tay bắt cắt bằng kéo bén luôn các bạn. Ở đây tôi cắt bằng tông. Đó, cái cách này là cái cách chải lược vô, giờ chúng ta nâng tóc lên trên, đó là để cắt làm cho cái phần ngọn tóc ở dưới mái nó mỏng đi đó các bạn, cho nó tơi bớt đó. Rồi cũng so lại cái phần tóc ở trên đỉnh luôn nha các bạn. Chúng ta chải lược vô tóc, giờ chúng ta kéo thẳng vuông gốc cái da đầu, chúng ta cắt những cái ngọn tóc mà nó dài nhất các. Đó, các bạn thấy cắt những cái ngọn tóc dài ha, đừng có cắt xuống dưới sâu quá, nó bị
lõi nó lõm chõm, nó có tầng ngắn nhé các bạn. Rồi ở bên tay trái thì chúng ta cũng chạy máy từ phần giữa đỉnh đầu về, chúng ta cắt những cái ngọn tóc dài dư phụ ha, để cho nó đều luôn các bạn. Để mà khách mà có làm công việc gì hay là đi gió gì các bạn, nó bị đổ ngã ba về phía bên đó, nó không bị tóc dư ha, nó vẫn đều. Rồi phần xóa máy cũng đã xong các bạn. Ở đây tôi sử dụng kéo tỉa, tôi tỉa xung quanh lại cái khung đầu này và cái phần máy cho nó mỏng đi và nó tơi cái ngọn tóc, cho cái nền tóc nó mượt xuống nha các bạn. Hồi nãy thì tôi cũng cắt đuổi cái phần nền nó đã đều rồi các bạn. Ở đây thì tôi tỉa sơ thêm một hoặc hai kéo mỗi chỗ đi dắp cái vòng khung đầu này là được rồi các bạn. Cái tóc nó vừa đều luôn á. Đó, các bạn chỉ tỉa ngoài ngọn thôi ha, đừng có tỉa sâu vô quá. Và cũng khi tỉa chúng ta bắt từ lớp nha các bạn, cũng không nên tỉa một chỗ ha, bắt một lớp tỉa một kéo hoặc hai kéo chúng ta chạy lớp khác. Rồi như vậy chúng ta cũng đã hoàn thành xong cái bước cắt rồi đó các bạn. Ở đây là bước cạo viền, cũng là cái bước cuối cùng để hoàn thành luôn kiểu tóc ha. Rồi video thì cũng chia sẻ tham khảo nha các anh chị và các bạn. Tôi cũng xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi xem video kênh của tôi, ủng hộ trong thời gian vừa qua. Cũng xin chúc các anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, vạn sự như ý và thành công trong cuộc sống. Và nếu các anh chị và các bạn thấy video có hữu ích thì có thể đăng ký kênh ủng hộ, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những cái video mới tiếp theo. Rồi viền này thì nãy tôi trắng tương đối ổn ha các bạn. Ở đây tôi cạo cái nền tóc con phía dưới cho nó sạch, là nó nét ra các bạn. Rồi tôi cũng chải lại cái tóc để cho hoàn chỉnh để kết thúc luôn cái video nha các bạn. Cũng để cho khách hài lòng ra về luôn ha. Rồi đây là cái kiểu tóc danh tỉa nha các bạn, danh tỉa bình dân ha, mai thả. Rồi đây là cái tóc của chúng ta khi hoàn thành nha các bạn. Rồi video thì chia sẻ là vậy, còn cảm nhận thì cũng do các anh chị và các bạn cảm nhận ha. Rồi cũng xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem hết video ủng hộ. Hẹn gặp lại những video tiếp theo ha.